Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng Sài Gòn của Báo Lao Động. Chúng tôi rất vui vì được gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng hôm nay, ngày 14 tháng 8. Ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi điểm qua những thông tin nóng nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong 24 giờ vừa qua. Sáng 14 tháng 8, Công an tỉnh Bình Thuận đang truy bắt hung thủ giết người nguy hiểm. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 13 tháng 8, tại lề đường quốc lộ 1, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, xảy ra vụ dùng hung khí tấn công khiến một người tử vong, một người bị đâm trọng thương. Thời điểm trên, anh CTL, sinh năm 1992, bị nghi phạm tên Khánh đâm gục xuống đường. Sau đó, một nạn nhân tên Duy cũng bị Khánh đâm thương tích. Anh L được bạn bè chở đi cấp cứu nhưng đã chết sau đó. Tỷ lệ giải ngân của thành phố Hồ Chí Minh trong 7 tháng hiện chỉ đạt 27,2%, thấp hơn 8,29% so với bình quân cả nước 35,49%. Trong đó có 30 dự án đầu tư công tại thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ giải ngân bằng 0. Lý giải nguyên nhân tỷ lệ giải ngân thấp, ông Trần Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2023, toàn thành phố Hồ Chí Minh có 134 dự án được ghi vốn bồi thường với tổng số vốn 20.189 tỷ đồng. Sau 7 tháng, các địa phương mới giải ngân được hơn 10%. Theo ghi nhận của Báo Lao Động, cầu Ba Son từ thành phố Thủ Đức qua quận 1 đã xuất hiện khoảng chục hình vẽ chằng chịt với các dấu vết còn rất mới. Các hình vẽ này rải rác tại nhiều điểm trên cầu, kích thước lớn nhỏ đa dạng, tình trạng bôi bẩn vẽ bậy trên cầu khiến người dân bức xúc. Cầu Ba Son được xem là biểu tượng kiến trúc của thành phố Hồ Chí Minh, khánh thành thông xe cách đây hơn một năm. Cây cầu dây văng với kiến trúc đẹp được đầu tư hơn 3.100 tỷ đồng, dài 1,5 km với 6 làn xe. Ngày 14 tháng 8, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà dân trên đường 8B, phường Bình Hưng Hòa A. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa tỏa ra từ bên trong căn nhà cấp 4, có gác lửn nên hô hoáng. Vụ cháy làm nhiều tài sản bên trong căn nhà hư hại, trong đó có một chiếc xe máy dựng tại sảnh căn nhà gần lối ra vào, cháy biến dạng. Theo người dân, có 4 người gồm 3 người lớn và một trẻ nhỏ sống tại căn nhà trên. Thời điểm xảy ra vụ cháy, căn nhà khóa cửa, những người sống trong căn nhà đã đi ra ngoài. Vụ cháy không có gây thiệt hại về người. Thưa quý vị và các bạn, dự án xây cầu mới Long Kiển kết nối huyện Nhà Bè và quận 7 thành phố Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng đang trong những khâu cuối cùng để hoàn thiện cho thông xe vào ngày 2 tháng 9 tới. Nhiều người dân đang rất mong chờ được đi qua cây cầu Long Kiển mới để không phải chịu cảnh kẹt xe như khi lưu thông trên cây cầu sắt cũ. Sau đây là những ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động. Ở đây lại mấy năm nữa mới thấy cái cầu mới mừng lắm. Giá cho xong cho dân đi chánh cho khỏe đi với này rồi. Kẹt cầu quá trời ngày đâu chứ này mới cả hai lần nữa. Cái dự án này tôi biết nó hai mấy năm rồi. Bữa nay mới nó hoàn thành cỡ này đó. Hơn 20 năm rồi đó. Còn mới thì nói chung nó chất lượng nó cũng tốt á. Nó tốt hơn hồi xưa rất nhiều rồi, xưa này kẹt đường quá trời. Bữa nào chịu dựng kẹt hai ba lần như đó. Mưa xuống nè, trơn xe chạy, té trơn nhà thương, bệnh viện thì chuyện bình thường. Cầu tại cái sàn sắt này nó trơn lắm, trời mưa xuống mà chạy. Không khéo phụ nữ đâu đi, nó té trơn bình thường. Cầu Long Kiển tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng. Theo thiết kế, cầu Long Kiển mới có chiều dài 318m, rộng 15m. Phần đường dẫn có tổng chiều dài 661m, chiều rộng từ 18 đến 29m cùng hệ thống thoát nước, cây xanh chiếu sáng. Đại diện Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến sẽ đưa vào thông xe dịp lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, vượt tiến độ ít nhất 3 tháng so với kế hoạch. Sau nhiều năm phải giải phóng mặt bằng thì năm 2018 thì công trình bắt đầu tái khởi động. Với sự mong đợi của người dân để có một con đường đi lại thông suốt thì các đơn vị thi công cầu và đường cố gắng ngày đêm triển khai các hạng mục thi công. Thì hiện tại là công trình đã hoàn thiện được 98% khối lượng, còn các hạng mục như chiếu sáng, thảm nhựa, lan can, vỉa hè thì đã hoàn thành. Thì hiện tại là các đơn vị thi công đang hoàn thiện các còn lại để kịp thông xe vào để tháng 9 sắp tới đây.
Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nóng Sài Gòn của chúng tôi. Bản tin sẽ được phát sóng lúc 19 giờ từ thứ Hai đến Chủ nhật trên laodong.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.